nay gia đình của mình sẽ đi chèo xuồng kayak nha. Đây là một cái hoạt động của công ty chồng tôi. Mọi năm tôi rất là lười luôn, tôi không có tham gia. Nhưng mà năm nay thì tôi sẽ siêng năng hơn, tôi đã tham gia. Ở đây tổ chức ở biển nào vậy anh? Sunset Beach. Trời, tôi chưa biết cái biển đó luôn á mọi người. Bây giờ thì còn khá là sớm, khoảng tầm 8 giờ thôi. Sở của chồng hẹn là sẽ 9 giờ tại biển. Nhưng mà bây giờ gia đình của tôi sẽ đi mua tiệm Chick-fil-A, đi mua gà ăn nha. Khi nào tới nơi mình sẽ quay phim cho mọi người xem. For the deluxe meal, can I have a lettuce wrap? Mình sẽ giới thiệu thành viên đây. Bên đây. Còn đây. Okay, it's me. Switchy first. Rồi xong, hên quá cô gái đó làm chịu làm lunch menu cho gia đình. Ở đây phải lunch menu mới ngon mọi người ơi. Cái khoai này rất là ngon nha. Gia đình tôi rất là thích ăn ở Chick-fil-A, có cái khoai này ngon lắm nè. Nóng hổi luôn á. Breakfast đâu có. Người ta làm riêng. Quá là ngon luôn ha. Rồi gia đình tôi đã tới cái chỗ này gọi là OX Sunset Beach nha. Ở chỗ này là cái chỗ mà chuyên cho mướn xuồng kayak nè. Rất là những cái thiết bị mà để đi tàu nè đó. Rất là nhiều những thiết bị, có xe nữa. Bây giờ thì mình sẽ đợi chồng mình ở đây. Ông đi restroom ra sẽ lấy tàu xuống. Đó, mọi người đang xuống dưới hết trơn rồi. Đây là mấy cái chỗ xuồng kayak nè. Rồi bây giờ chắc là ba vô ba hỏi người ta cái nào của mình. Ôi, đi sớm vậy mà còn nắng lên anh ha. Because he I don't think he can sit alone. With you. Yeah, like on my lap in the front. He can sit in your lap or in the front, wherever. Được. Rồi lên đi. Đó, mẹ ngồi phía sau đó. Nhi lên trước. Rồi lên đi. Wow. Rồi lên thẳng chân ra. Dựa vô mẹ. Dựa vô, có cái túi sau lưng mẹ kìa. Rồi đó, vậy đó. Mẹ lấy cái túi. Sí. Alrighty, so if you want to go left, you're gonna paddle on the right. Like this, so opposite. If you want to go left, if you want to go left, paddle on the right. If you want to go right, paddle on the left. Okay. If you want to stop the kayak, put it down. Push forward. Push forward to stop. Okay. Okay. Good. Like this. Yes. Sounds good. Time to see. Alright. Rồi đi đi. Mẹ ra đi. Alright, rồi quay lại. Yay. À, bấm TT ok. Đâu TT quay lại nói là vui không? Okay. Okay, so I will bring him in first. Yeah, he can come over here. Okay. Đi đi, đi xuống đi. Nè mẹ với Nhi nè. Rồi mẹ đi qua đây. Mẹ đi qua đây. Gió thổi qua xuống đây nè. Trời ơi, đây, chúng tôi đã dừng lại ở giữa hồ để mà chụp hình. Mặt công ty kìa. Mặt công ty giống như là không cảm xúc gì trời. Vui không Steven? Trò hả? Vui nhưng mà chị hai sợ lắm, chị hai nhát. À, coi cái hồ là rộng lắm. Chèo cũng dễ lắm mọi người, không có khó. Mướn hình như là 20-30 à. Một cái đơn hoặc là một cái single hoặc là một cái couple vậy đó. Đơn là dưới đây nè, đây là đơn nè. Còn đây là double nè. Coi ổng kìa, em bé vẫn đi được cho mọi người bình thường, không sao hết. Rồi mẹ ơi. Hello. Đây, đang chèo đôi
Đó nè, đây nè, coi đó, cái này là con sông, hai bên là nhà. Nó cái này. Con dịnh vô con. Dịnh vô để kéo cho em qua nè. Đó, thấy không, chèo vui lắm. Lần đầu tiên chèo xuống cái giấc nè mọi người. Có khiếu lắm mọi người ơi. Sau này đi xuống miền Tây cho đi lái đò. Cho đi hò đò nha. Ghê lắm mọi người ơi. Ba phải làm cho nó thẳng như vậy nè, ba bến. Đại ba. Oh yeah. I see like a coyote, something like. Bây giờ tới lượt chị Hai nha, chị Hai sẽ chèo nè, đó chị Hai chuyên nghiệp rồi. Mà chỉ cho chị Hai một khóa, chị Hai biết chèo rồi nè. Cố lên chị Hai. Có bản rồi. Quạt. Dân nước tùm lum. Rồi có bản rồi, quạt rồi. So that year I fly back and have a wedding, my old wedding. And I just happily like, hey, nên chồng tôi đang nói chuyện với đồng nghiệp. This girl, yeah. She's a really shy girl. Yeah. I just mess with her. Maybe shy? And then that's how they... Bye. 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 Rồi sau khi gia đình chèo xuồng kayak rất là vui nha mọi người. Bây giờ thì gia đình của mình sẽ đi tới một cái biển để hai bé nhỏ chơi cá nha. Nắng quá trời luôn á. À, ở đây nó có cái bảng này tên là, để tôi quay lại cho mọi người xem. Tên là Sinh Xét nha. Ở cái biển này tên Sinh Xét ngủ quá trời. Khu này chắc nó xa. Gia đình đã tới bãi biển tên là Sunset Beach nha. Bây giờ thì mình đem theo cái xe wagon nè. Rồi đi bộ tới biển. Đi bộ cũng một đoạn thôi à. Ở đây thì giống như là parking là public nha mọi người. Mình parking xong rồi mình đi bộ ra biển ngay cái hướng này nè. Đã làm xong cái lều rồi nha mọi người đó. Bây giờ cho hai em bé này chơi cá. Hai vợ chồng sẽ xuống đây bơi. Wow. Đi, sóng quá trời luôn á. Sóng lớn lắm. Bây giờ sẽ dẫn bé Tây xuống nha. Say hi, Steven. Hello. Xuống đi con, xuống, nhảy. Xuống đi, xuống. Không sợ hả? Không phải lui rồi, chạy rồi. Chạy rồi, sao nhỏ sớm xuống. Xuống đi con, kìa. Chạy xuống với ba đi. Đây còn lục một chút xíu đồ ăn. Pizza nè. Đây. Chơm chơm. Ông con trai tôi khoái món này lắm nha. Đây đưa mami. Con ăn thêm nữa không? Mỡ ha, mo ha. Khoái cái món này lắm. Còn tôi thì tôi ngồi trong cái lều, nắng lắm mọi người ơi, nhưng mà nước thì lạnh.
Chị Hai ăn gì chị Hai? Ôi chị Hai cũng ăn chôm chôm luôn. Ra biển, ra biển chỉ có vậy thôi, có hộp chôm chôm cú đói thôi à. Ngoài ra không còn gì nữa hết trơn.